Hello, xin chào mấy em. Ở trong video này anh sẽ sửa chi tiết đề chấp thơ 69 nha mấy đó. Thì sau này anh anh vừa quay cái cái gợi ý là anh sẽ quay cái cái sửa chi tiết luôn để mấy em anh vừa up ở ngay tiết là anh sẽ update luôn. Câu số 1 thì em xác định ra được điểm A là 2 1 nè. Ủa lộn -21 1 chứ. Điểm A là 21 2 1 nha mấy đứa. Còn điểm B là 1 3 thì từ đây em tính được chung điểm AB nó chính là 1 cộng trừ 2 chia 2 là 1 phần 2 3 cộng 1 chia 2 là 2 các em cho nên đáp án chính là câu A Z bằng 1 phần 2 cộng 2 y câu 2 tìm số phức nghịch đảo của Z chính là 1 phần Z thì nó sẽ bằng 1 phần 1 cộng y và nó ra ở dưới là 2 ở trên là 1 trừ y như vậy cái này ra 1 phần 2 trừ 1 phần 2 y các em cho nên đáp án là câu C câu 3 thì các em sẽ thế Z bằng 2 cộng y và Z liên hợp bằng 2 trừ y và mình bấm máy cho mau mấy đứa anh sẽ bấm máy cái này đây bây giờ anh sẽ gán Z là 2 cộng y nha 2 cộng y rồi anh gán A thì anh sẽ bấm cái này nè liên hợp Z của A là liên liên hợp của a đó a là anh gắn là z nhân y cộng cho a nhân cho hai trừ y là nó sẽ ra được mô đun luôn em mô đun của hai sáu cộng hai y là mô đun của cái a nữa nè Để ra hai căn người các em là câu c ok câu số 5 thì mấy em bấm phương trình hai như anh đã hướng dẫn rồi đúng không mốt năm số 1 nhưng mà cái máy của anh là không có gán được mấy em cái máy của anh là phải nhớ nghiệm rồi nó ra hai cái Z quá chừng đối với cái máy này là mình không gán được mấy em cái máy này, này số phức rồi gán không được trừ căn 3 chia 4 cộng cho máy căn 21 phần 4 y rồi thì xét 2 chắc ăn nó chính là trừ trừ căn 3 chia 4 trừ căn 21 phần 4 y đó mấy em đó thì mấy em bấm z 1 bình còn xét 2 bình thì bấm như nào nhỉ? Thì cứ gán thôi. Ra ngoài số phút là bấm trừ căn 3 chia 4 cộng căn 21 phần 4 y y ở trên nha. Rồi em gán a thôi. Ok, còn còn cái dưới này là cái liên hợp của cái a mấy em. Em xếp 22a thì thì nó sẽ ra cái cái nghiệm số 2 đúng không? trừ căn 3 4 trừ 21 phần 4. Rồi em mới lấy a bình cộng b bình, z1 bình cộng z2 bình. Đối với cái máy của anh thì anh cần phải nhớ vậy đó chứ máy máy kia thì mấy em không cần. Trừ 9 phần 4 mấy em là câu A. Câu 5 thì mấy em cho luôn. Ok anh giải dịch nè. Em cho z bằng 10.000 cộng 100 y rồi mình dịch ra luôn mấy em. Thì cái này anh đã dạy các em trong lớp rồi. Anh đã dạy mấy em trong lớp là cái cái thực toán nó tại sao đúng không? Cái này mình bấm thôi thì vô lớp anh sẽ giải mấy em là tại sao cái thuật toán mình lại bấm cái này 3 xét cộng cho 2 liên hợp xét rồi trừ cho 4 trừ y tất cả bình con 10.000 cộng 100 y nhưng mà thực ra bài này mình giải tay nhanh hơn đó em đâu có cần phải giải máy cái này mình dịch ra nè nè mình sẽ có một cái hệ phương trình nè đây anh dịch cho coi nha đây nè cái này dịch là trừ -15. Cái này nè, khoan anh anh ghi ra đi. anh ghi đi ghi đi. 4 99 85 đúng không? Và một cái nữa là cái gì? 108. Ok, anh chỉ cho dịch nè. 85 anh sẽ dịch là trừ -15. Rồi anh nhớ một bên đây thì nó ra 100 thì là 0, còn nhớ một bên đây nữa là 5. Còn cái 108 mình dịch là 8 với 1 với em. Cho nên cái này nó sẽ ra 5a trừ 15 bằng 0. Còn cái này là ra B cộng 8 bằng 0 Và mình giải ra nó ra A bằng 3 Còn B là bằng 8 Như vậy là mô đun của số phức này là căn của 3 bình cộng 8 bình là căn 73 mấy em Như là câu A rồi Căn 73 Câu 6 hình chiếu của A phẩy lô Z là khuyết Y mấy em Khuyết Y thì nó là 301 Là câu C Câu 7 tính khoảng cách từ A tới khoảng này easy game luôn tính là nó sẽ bằng chị tuyệt đối thế cái tọa độ này vô mà khoảng này nè 2 1 thế vô x là 2 nhân 1 còn trừ 2 thế đi là cộng 2 nè trừ 2 thế z là trừ 6 nè rồi trừ 3 chia cho căn của hai bình cộng 1 bình cộng 3 bình rồi cái này mình nhẩm luôn 2 cộng 2 là 4 trừ cho 9 là 5 ở dưới chia nhiêu căn 14 của em vậy là 5 căn 5 căn 14 phần 14 vậy là câu D ok không cần bấm tính luôn câu 8 câu 8 là anh đã hướng dẫn rồi phải không là em sẽ tính khoảng cách từ cái tâm y này nè tới cái mặt phẳng này thì nó chính là bán kính R với em thì bây giờ mình lại tiếp mình lại tiếp tục mình tính khoảng cách từ tâm y tới mặt phẳng này thì nó chính là đáp án luôn khoảng cách từ tâm y tới mặt phẳng b thì nó sẽ là thế 1 vô x là 2 thế 2 vô y là 2 luôn thế 1 vô z là cộng 1 người 3 chia lại cho căn của hai bình cộng 1 bình cộng 1 bình và nó sẽ bằng mấy 2 2 3 là 6 ok ở trên là 6 ở dưới là căn 6 mấy em cho nên 6 chia căn 6 thì nó sẽ bằng căn 6 đáp án là C cho ba điểm ABC viết phương trình mặt cầu tam A đi qua trọng tâm G vậy là mình phải tìm trọng tâm G với mấy em mình phải tìm trọng tâm G trọng tâm G chính là A cộng B cộng C chia 3 A cộng B cộng C chia 3 là 2 cộng 4 cộng 6 chia 3 là 1 là 4 1 cộng 3 cộng 4 chia 3 là 0 chừ 3 cộng 2 cộng 1 chia 3 là là chừ 2 thì lúc này á Em phải hiểu nè. Cái AG của em á, cái AG của em nó chính là cái cái bán kính đó, đó. Thì mình sẽ tính cái độ dài AG nè. Tính vector AG thì nó sẽ bằng 4 2 là 2. 0 1 là -1. -2 trừ cho -3 là 1. Thì lúc này em sẽ tính được EG nó chính bằng độ dài của AG. Thì nó sẽ bằng căn của 2 bình cộng 2 bình 2 bình cộng 1 bình cộng 1 bình và nó bằng căn 6 mấy em nó bằng căn 6 và cái này là tâm A đúng không hãy viết thẳng ở đây luôn nha tao sẽ lấy cái tâm A biết nè cho nên mặt cầu ớt của em đó, nó sẽ là x 2 tất cả bình các em rồi cộng cho y chừ 1 tất cả bình nè rồi cộng cho z trừ cho trừ 3 là cộng 3 nè tất cả bình bằng e g bình là bằng mấy căn 6 bình phương đúng chưa căn 6 bình phương là 6 luôn cho nên đây chính là cái đáp án luôn vậy mình đối chiếu bên kia coi nó như thế nào đối chiếu bên kia là đáp án là câu a luôn quá ngon đáp án là a luôn đáp án là a luôn câu số 10 thì như anh nghĩ là từ cái mặt phẳng này nè em lấy ra một cái tọa độ m có tọa độ là không không hai mấy đó xong rồi mình tính mới tính khoảng cách tới khoảng này đúng không thì khoảng cách giữa alpha và beta nó chính là khoảng cách từ điểm m cho tới mặt khoảng beta luôn tại vì sao anh đã giải thích rồi cái mặt alpha là cái mặt này còn cái mặt beta beta là cái mặt này em lấy cái điểm m nằm trên alpha lấy tới beta thì nó cũng là khoảng cách giữa hai mặt phẳng em thì lúc này nó sẽ ra là không không rồi trừ 4 trừ 4 cộng 32 chia lại cho căn của 4 bình cộng 6 bình cộng 2 bình đâu nhẩm luôn coi cái này ra 28 còn cái này ra mấy nhỉ cái này là 4 bình 16 16 6 bình cộng 36 2 bình là cộng 4 nữa thì cái này là ra cái này là ra 16 nghĩa là 6 cái này là 5 56 căn 56 em căn 56 thì cái này là đáp án là 28 phần căn 56 thì mình chụp thử rồi mình chụp thử rồi căn 56 56 là mấy nhân mấy nhỉ Trời, tự nhiên cái quên rồi Căng 5 56 sao chụp căn. 56 là mấy nhân mấy? 56 là mấy nhân mấy à? 87-56 ok 87-56 87 là 56 phải không? Nhưng mà cái này không không có 87 được. Vậy là cái này là tách ra là 4 nhân 28 em. Phải không? 4 nhân 28 Ủa? Không ai 4 x 28 mà 4 như 14 nhá, Tracy. 4 như 14. Vậy là cái này là nó ra 2 căn 14 em. Căn 56 là 2 căn 14, còn này là 28. Cho nên cái này là còn 14 phần căn 14. Mà 14 phần căn 14 thì nó là căn 14 mấy đó. Cho nên nó bán con 10 là con A. À, ok. Vậy là kết thúc cái phần giải chi tiết chapter 69 mấy em. Mấy em nhớ xem lại tức là mấy em mấy em làm sai rồi mấy em nhớ xem lại là tại sao mình sai rồi mình đã hiểu cái sai đó chưa rồi mình đã thực sự biết giải câu sai đó chưa được chưa thì nếu mà vẫn không biết nữa thì phải liên lạc với anh rồi anh tạm biệt các em bye bye tạm biệt